người cầm, nhưng mà ai đi mid mới là quan ai trọng. Đi mid? Em nghĩ là Daxia đi mid. Daxia đi mid được mà. Bên phía của Fireman thì dễ đoán rồi, rõ ràng Paladai cầm của Lock, A Nuna, Mysterious Spirit, Sexy Tiny đi mid và Sibe sẽ cầm một con Magna of Plan. Về phần của OG thì bọn mình cũng đã đoán đúng là người cầm rồi, nhưng mà Daxia đi mid được. Đã từng thấy OG sử dụng Daxia đi mid trong tay của Ba. Chúng ta lại còn từng thấy OG chơi Void đi mid. Hay là A3 mid. Thật A3 mid thì không có lợi thế phải A3 con tay đuổi lắm. Thì A3 mid thì Daxia đi. Bây giờ Daxia đi mid thì đây là hero mà có khả năng farm những cái cam creep rừng ở gần mid sớm nhất. Với hai điểm yêu siêu là có thể di chuyển vào farm em rồi. Em nghĩ là trong năm con này thì Daxia là hợp lý nhất. Tức là cái lên mid sẽ là cái lên để anh ta farm đẩy len nhanh với yêu siêu, sau đó vào farm luôn những cái bãi rừng. Bây giờ anh cứ thử tưởng tượng một con Daxia phút 12 cầm mấy khác. 12 GG thì hơi quá. Thì nhanh lúc, quá đúng không? Lúc đấy Mekhan gì mana thôi là cũng khỏe rồi. Lúc đấy là cũng châu châu rồi. Mekhan dày mana, sau đó là Pai và tiếp đến sẽ là Blink đi. Blink dày GG là đẹp. Đúng, Daxia đi beat thì sẽ là lên được Mekhan sớm. Chứ A3 với cả Void thì không, sẽ không lên những món đồ đấy. Vâng, giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu giữa team Fireman và team OG. Phan Tú thôi, Zakiro đi mid thì cũng được đấy, nhưng mà thôi, không phải là sub Ska anh em ạ. Xem nào. Không như chúng ta suy nghĩ rồi em ạ. Nautail đi mid, bởi vì bên phía OG họ muốn có cặp đôi Daxia và Clock ở cái land off. Như vậy thì sẽ là khỏe hơn. A3 với Clock thì sẽ là không phải là một cái land off khỏe. Daxia và Clock là sẽ là câu chuyện khác. Dí Yongseo vào người của Clock, sau đó anh ta bật Batteria So rồi cóc Clock lại, có thể Clock chết luôn đấy. Rất khỏe, hợp lý hơn. Ok. Nhưng A3 đi mid thì đánh giá là hơi tù sau cả một con Bắc Na. Thôi thì cố gắng tập trung vào cái việc last hit deny thôi. A3 có một cái Aphotic Shield thì không sợ lắm những cái pha blast đến từ con Bắc Na. Sếp của Daxia. Chúng ta không phải bàn cãi nhiều của Daxia để của Sếp nữa. Và đầu thều đã có mặt tăng ngay cho mình một điểm cut up Avenus. Cố gắng dí theo nào. Nổ cut Avenus đi. Đây rồi. Sẽ là chém thêm được cho mình khoảng 2 đến 3 hit nữa. Tầm 1/3 cây máu. Không chém được quá nhiều. Chỉ chém được thêm 1 hit thôi. Lock mua giày. Ok. Cái con này thì di chuyển hơi chậm. Mua một đôi giày sẽ là hợp lý. Cơ bản đối phương là Clock. Nên là mua đôi giày chứ không bây giờ bị Clock dí vào thì hơi mệt. Trên top thì hiện tại anh nghĩ sao về một cái lane mà chúng ta cũng bắt na đối đầu với Void ở phía bên kia. Void sẽ gặp nhiều khó chịu với cái Decadify, có thể hóa nhũ con Void lại và deny những con creep. Nhưng mà để mà bảo là bắt na với cả Earth Spirit giết được Void thì hơi khó một tí. Một cái lăn vào đến từ một con Earth Spirit, cái thời gian nó là hơi ít, thời gian stun hơi ít. Bây giờ phải có cả đè cả Silent nữa thì may ra mới khiến cho Void không tham quắc được thì mới có thể giết được. Nói chung đây là một cái lane mà Void sẽ gặp khó chịu, nhưng mà để bảo là giết được con Void này thì tương đối khó. Cả hai đều không có những cái skill sốc đam đủ. Vị Oan thì đã ngay lập tức tham quắc khi nhận thấy đối phương sử dụng cho mình cái này dập lát rồi. Deny được không? Không. Chính xác hơn là anh đã ăn được cái con clip đấy thì chính xác hơn. Void ăn được con clip đó. Mystery đang di chuyển vào để block cái bãi quái rừng, không cho Subska có thể pull. Farm khá chuẩn đến từ Bitwan. Bắc Na thì sẽ đi đến ổn thôi. Một cái từ tay dài đi cùng Void. Trong đó thì Subska đang cố gắng để có thể harass vào người của Mystery. Nào, Bitwan mới farm được 3 thôi. Sibe tận dụng cái blast để last hit những con tay dài rất là tốt, khiến cho Midwan không thể là deny được. Hai quay và anh ta farm được 5 con và vẫn còn hai con creep nữa, tức là anh ta mới trượt 1 kìa. Wow. Midwan đang đánh khá là chuẩn. Bác Na cũng vậy, bác Na chỉ trượt 1 thôi. Cả hai đều có trong 7 creep. Em thì em rất là thích cái con Zakiro này, một điểm đó là skill đi lên cực kỳ mạnh. Harass khỏe. Body cũng tốt đi, máu nhiều. Lại còn đánh xa. Nautail đảm nhận chí beat lên. Mặc dù bọn mình cũng có dự đoán là nên là để cho một con Daxia, tại vì là Daxia thì tốc độ farm sẽ là nhỉnh hơn với một Ancel.
Nhưng mà có lẽ là bên phía OG nhận thấy rằng là hợp lý nhất thì sẽ là No Tail. Ok, chấp nhận điều đấy. Đấy là cơ bản là nếu mà là Daxia đi mid thì Club sẽ bị bơ vơ ở dưới bot. Đúng. Daxia Club thì sẽ là ngon hơn. Club mà có kèm thêm một Iron Sail búp lên người thì rất là tuyệt vời. Nhìn không tệ lắm nhở. Tăng mắc cho mình cái cất ở Avenus trước để chém vào Tiny à. Nava thì chắc chắn là đi mid là chỉ có đứng lên thôi. Làm gì có chuyện làm farm rừng. No Tail nhá, tuy là đi mid nhưng mà vẫn đánh những cái con quen thuộc với anh đấy. Đúng. Hôm qua thì là Oracle, hôm nay thì là A3. Ông lại đánh sắt năm cũng đánh hai con này, và đi mid cũng là hai con này. Quen rồi. Nói chung là đánh 120 không bằng tay quen. Đúng. Tôi quen đánh con gì thì tôi đánh con đấy. Cho dù đi lên nào thì tôi đánh con đấy thôi. Vị trí nào tôi vẫn đánh con đấy. No Tail đang có cho mình cái chỉ số lính cũng ngang phèo so với vị trí của Tiny thôi. Đang giống như kiểu là Bombi đấy anh em. Bombi đi mid thì vẫn đánh Phượng Hoàng, mà đánh carry thì vẫn đánh Windranger. Đấy thôi. Quen tay con nào thì đánh con đấy. Sibe đang farm rất là tốt nhá. 18 last hit. Trận đấu này tiếp tục là một trận đấu loại trực tiếp. Chúng ta sẽ có thêm một cái tên bị loại. Sẽ là OG về... thì tham gia giải đấu này em nghĩ là mới không phải là 100% công lực. Tất nhiên rồi. Cái lap này chắc là chỉ tầm 60%. Chắc phá quá. Không có cả tốc săn. Bây giờ có tóc săn đây thì ok hơn một tí. Đấy. Các em thấy khả năng farm. Và sắc xa vừa có một mạng của Paladai. Không quá khó hiểu. Nhưng mà A cũng chết luôn đó. Anh em để tôi. Vâng vâng. Tôi cần những hình ảnh ở dưới bot. Nào. Sorry anh em. Vừa rồi ăn trên top vừa hơi no. Ăn hơi no nên hơi lười quay cam. Bây giờ thì mình sẽ quay cam. Hít đồ ăn. Đang cố gắng blast hit những con quái mà bị Mr. V bull vào đây. Phải quắc đi thôi. Cái blast rồi đau quá. Em muốn xem dưới bot một chút đi. Đúng rồi. Dưới bot này. Tất nhiên em hiểu là cái lên cờ lóc với cả Daxia là một lên mạnh. Đúng rồi. Nhưng mà nó lại còn ăn được bạc của Luna thì nghe sai quá. Chắc chắn là phải là có bút sớt để cho cờ lóc dí vào và cóc lại. Thế với cả chết được. Siêu. Chắc chắn là như vậy. Luna là một con tướng chạy rất là nhanh kể cả không có giày. Mà cờ lóc có thể tiếp cận được là chắc là cần sớt rồi. Bị này Tiny với cả cái con A3 này cảm giác là ngang phèo thôi. Farm khá là xem. Đây rồi, có TB, họ muốn canh rồi. Bắt đầu rồi, Earth Spirit. No Tail có đủ không? No Tail. Còn cho mình đón một cái khiên, nhưng mà tại sao anh ta lại đứng lại nhở? Vâng, cố gắng tích những cái chặt cơ đội Avenus và No Tail phải nằm xuống rồi. Có lẽ cái pha không đấy có giày chạy thì hợp lý hơn. Nhưng mà anh ta không có giày, trong khi đối phương là hai hero đều đã có cho mình cái giày rồi nên thôi. Ừ. Chạy cũng không được nữa rồi. Nhưng mà thực sự thì đứng lại không đủ sát thương. Đúng rồi. Và Chelsea đang đẩy xuống. Sẵn sàng là một kill tiếp theo. Combo vào lượng sát thương vẫn thiếu. Nhưng mà đó là một cuộc đem cây cuối cùng. Chelsea bắt theo mình chuẩn. Nhưng mà phải nói đấy là lỗi đến từ OG thôi. Cái con mắt này thì nó rất to và rõ ràng. Nhìn thấy Tiny run hết chạy xuống rồi. Mà vẫn không kịp rồi. Đúng. Lỗi đến từ Glock thôi. Rõ ràng có mắt rồi nhưng lại không về được thì là đánh thời lỗi. Điểm phút thứ 5 thì hình như là bên phía của Fireman có hết tất cả những cái rune. Đâu? Một cái, hai cái, ba cái. À sốc xa có một anh ạ. Sốc xa có một. Ok. Hơi lỗi hiển thị một chút. Thì anh em nhìn trên minimap thì vẫn còn hai cái bounty. Thực chất là nó đã bị ăn rồi. Bây giờ Messeri roam xuống khu vực bot này. Sắc xa vừa giật mình một chút khi mà thấy rằng là có một cái con Earth Spirit đứng ở bên cạnh. Mất Battery Assault. Sẽ là hơi đuối. Và chờ skill cooldown đã. Cái việc di chuyển xuống của Earth Spirit cũng là hợp lý. Khi mà dưới bot thì họ vừa bị thua thiệt hai mạng. Vừa rồi thì Chelsea sử dụng cái combo của mình đúng không? Hên xui. Nào. Regen. Ồ. Và đam. Chelsea có một cái rune DD. Nhưng mà đầu game thì quan trọng nhất là để sạc lại bottle. Đúng. Bật lên thì last hit deny cũng ok. Con Tiny này đam to. Đam trắng to. No Tail, anh nghĩ là No Tail sẽ lên đồ gì nếu mà mới có con A3 đi mid. Vla chăng? Pai. Trận này cần Pai. Đúng rồi, Vla ở mid lại có combo. Nhưng vâng, lần này No Tail không còn cho mình cái bolo tham. Anh đang thấy... đẩy hơi sâu, chính xác hơn là bị Chelsea top vào. Anh nhìn thấy Osiris TB rồi, ấn ra thì cũng chỉ kịp lúc nhìn thấy No Tail lên bảng điểm số thôi. Rõ ràng con A3 nó là hero sẽ là chịu đòn. Tiny mới là người có sát thương để dồn vào. Nhưng mà trong cái đó thì sắc sạng có một mạng của Paladai rồi. Daxia này đang ổn. Level 5. Sâu ring thôi nhỉ? Chắc là một cái sâu ring thôi. Cái mắt này cắm lên mất luôn này.
Team bạn cắm mắt trước rồi, xa xa cắm đầu bị lộ rồi. Toàn rồi. Tí nữa sẽ là di chuyển ra phá thôi. Bình rất nhiều, rõ ràng. Cái này thì đến rank 5k người ta còn làm được, chứ nói gì là những cái trận đấu chuyên nghiệp cắm mắt ngay trong khu vực sai của đối phương thì chắc chắn là sẽ bị mất. Có lẽ là A3 và Daxia thì phải phân phối những cái món đồ aura cho nó hợp lý. TP hiểu vấn đề luôn đấy. Một người lên Pai. Và A đang có một pha đẩy khá cao. Nhưng mà sắc xa hay là giữ chân được A rồi. A đang phân vân là có nên bật cho mình Eclipse ở đây cái công đây. Ui, chỗ này hơi nhiều unit. Và A phân vân lâu quá, A chết rồi. Anh ta cũng một phần là bị dính cái mắt từ Asor, bị co giật. Mà cái ulti vừa rồi thì nó đen quá, nó không hề dính vào cờ lắc phải lắc siêu tí nào cả. Dính vào clip, đàn clip này tăng hết. Xong rồi dính cả vào hai cái con khoai tây cà chua ở trong rừng. Đen. Ôi, đen. Vâng, một cái ulti mà không hề có một chút sát thương nào vào team địch. Chỉ là dính vào clip thôi. Suy nghĩ khá lâu đấy từ A. Em đã thấy là có giơ tay lên rồi. Đã có những cái lúc là có thể bật được rồi. Đúng rồi, nhưng mà suy nghĩ lâu cả. Lúc muốn giơ tay lên thì lại bị bắt Battery Assault. Lại cử giật một cái. Đây rồi. Xong cai. Một beam. Nhường lại không? Không nhường lại à? Kì. Cái cut range của cái beam này cũng khá xa mà. Chắc là lúc ấy là A định chạy vào đánh tay thôi cho đỡ tốn mana. Giờ đi trên top. Nhường. Đây rồi. Ok. Không nhường cái này thì phải nhường cái kia chứ. Jesse thì sao? Đang bị dí vào đến từ bên phía Sam. Rất khó chịu với Iron Cell. Nhưng mà đó cái slow đến từ bên phía anh chàng Paladine. Jesse có chết hay không? Vẫn đang cố gắng chùi. Có hồi máu từ cái Shadow Ward. Và anh ta sẽ về được thôi. Từ từ đã sắc xa vẫn đang dí theo này. Sam cũng đang đến. Và đó là một cú cóc được. Nhưng mà giờ thì clock lên bảng rồi. Sam chạy vòng tròn và đùi. À đây rồi. Đây rồi. Sông xa có mặt kịp thời và Jesse phải nằm. Có búc khiên ra đến từ bên phía con ông tèo. Vâng, một trận đấu đang rất máu lửa và Misery phải nằm thôi. Tiny lên giày cheat tương đối dị. Nếu mà là một cái giày phây thì có lẽ anh ta đã chạy thoát từ lâu rồi. Và lên một cái cheat làm cho tốc độ chạy của con Tiny nó không được quá lớn. Ây, sau khi được nhường cho mình một cái trụ ở trên top thì anh ta đứng lại để farm rừng luôn. Đang hướng đến cho mình một cái MOM để cải thiện cái khả năng farm. Nào, vẫn muốn dí vào người Sibe. Sibe chỉ còn lại ulti thôi. Có không một đường để slow nhẹ một chút cho Sibe. Một hit nữa. Đây rồi. Rồi. Một hit đến từ con bóng của Bắc Na. Nhưng bạn đánh nhau ở đây bên phía của Teamfireman muốn đánh với cái tường này. Giờ thì Sốc Trà sẽ nằm thôi nhưng mà còn đâu theo. Vậy là không có cho mình đó là Bolong Tham và đâu theo cũng chết. Vâng. Lối chơi hơi bị hổ báo nhở. Một con Warlock. Nhưng mà tác dụng là rất nhiều. Anh ta đứng từ rất xa và ném ra một cái slow. Okay. Khiến cho Zakiro rồi thì cái con A3 là thôi, không chạy được, chỉ có cách đứng lại tử chiến với một con Tiny thôi. Pha đổ ba thì không nghĩ là bên phía của team OG họ thoát hiểu gì. Hơi tham mạng của Bác Na. Trong lúc các thành viên OG bận đánh nhau thì Vĩ Toàn khá là mãn nguyện với điều đấy. Anh ta lên một cái Midas thì không hề có khả năng đánh nhau. Midas sẽ cố gắng bám đuổi với cả Luna. Bây giờ thì chắc là lên mặt đã điên anh nhỉ. Mặt đã điên xong đó là MKB thôi. Chơi kiểu default. Luna thì là hero khi mà có MOM farm rất là nhanh. Thành ra là Void phải có Midas thì mới đuổi được. Chứ Void mà không có Midas thì Luna đánh lan mà. Void thì đấm từng mục tiêu một. Nghe thôi đã là farm chậm hơn rồi. Bây giờ thì gần như là không có con Void nào lên Battle Fury nữa rồi. Toàn à, lên MKB quá. Khó lắm. Cái game phải là thật sự free mới có thể farm được cho mình cái Fury đến từ Void. Em muốn check xem là đông theo lên đồ gì. Chưa mua gì cả. Chết khá nhiều. Chết 3 và cũng chỉ acid 3 thôi. Network đang tệ. 1k tiền à? Lên đồ gì ta? Anh thì đang nghĩ đến cái việc là đồng tiền sẽ lên cho Vla. Thế Pai. À Pai thì có thể Daxia sẽ lên. Vla, Sola đi. Sola cũng khá hay đấy. Đây rồi, smoke 3. Được búp sớt, sắc xa đi đầu. Nên chờ sốc scar một tí để có thể bồi thêm sát thương. Đúng. Sibe ơi. Level 8 đến từ một Bắc Na. Cũng shot vào, cóc lại Macropai và tặng biệt Sibe. Không có cơ hội sống sót. Trong khi đó thì Vĩnh Oan bị dí vào nhưng mà liệu là có đủ? Thừa luôn đấy. Trời ơi, anh tôi nói thừa, tôi biết là... Sao thế nhở? Có Veo. Ok, có Tiny. Thoát được. Pha đấy là
hết cái Avalanche rồi thì mới tốt. Thế là không được x3 đam. Không phải tại tôi, tại có tay đi là combo lỗi. Không, 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 không chỉ cần hết cao vào lên rồi mới tót, tót lên x3 đam, không combo luôn. Mình thấy là mấy người có gia đình anh em ạ, mặt lắm. Thôi em ạ, tát, cái gì này? Quên, không nhìn đâu. Áo mưa, áo mưa, áo mưa. Áo mưa xong bạn lại để chít thờ chiang nữa. Nhiều yếu tố bất ngờ quá là mình. Áo mưa này mặc dù mới chỉ là áo mưa giấy thôi, nhưng mà cũng ổn. Giờ thì tót được sóc xa về không? Ờ, không tót được sóc xa về. Có lồng, 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 lồng. Lồng luôn không? Lồng luôn không? Lồng luôn hai người nhưng mà dính team Captify rồi. Không đánh được, trông hơi quê một chút. Không sao cả. Vẫn là mạng dành cho bên phía của team OG thôi. Nhưng mà từ từ đã. Ồ, cú Avalanche quá đẹp. Nhưng mà Paladine chết rồi. Không thể nào mà gọi được cho mình. Đó là quả thiên thạch ra đến từ Paladine. Nhưng mà OG cũng mất hai thành viên. Bài bách ra là hớ rồi. Anh em có nghe thấy tiếng cử giật của con Warlock không? Ở đây thì Noteo đang bị combo và lần này xong đó là bộ đồng tham rồi. Không kịp để hồi Bolotam hay không đây? Noteo! Kịp rồi! Anh đã kịp để hồi Bolotam. Một thời điểm khá nhạy cảm. Lúc này còn 5 giây. Mất cả bây giờ Noteo phải sủi này. Noteo né được cho mình cú lăn bóng. Nhưng mà Mid One thì không né được rồi. Misery thì dính một tiếng Bitcoin. Dính thêm một cú đấm nữa. 12-11 là tỷ số hiện tại. Giờ thì có vẻ như là con Golem này khá khỏe ở đây. Và lại đại có thêm một mạng nữa. Nhưng mà Sep đang dí vào. Ôi! Sao lâu quá? Thôi, Paladine sẽ ở lại đây thôi. Búp sớt cho cờ lắp, chắc chắn là cái con Warlock phải chết rồi. Đấy anh em, lần này Tiny combo chuẩn là chết ngay. Cho dù là đã bật kịp cái hút nhá. Nhưng mà cái lượng down của Tiny khi mà anh ta combo đồng, vừa đồng thời stun cũng như là tót là rất nhiều. Rất nhiều đam. Stun hết rồi mới tót lên thì chăn úp. Có mê khan rồi. Warlock một pha siêu thọt đấy. Bài bách ra. Vâng, một xong trận đấu chết. Ôi, không nghĩ là nó lại máu lửa đến thế. Vâng. Xem lại cái cảnh bạn ấy ở đây, cờ lóc. Anh ta cóc được vào người Warlock. Warlock cứ cử ra tôi, cứ từng không thả được Golem cay. Không sọt vào, cóc lại, có ma Golem bài. Jesse được truyền máu nhưng mà không đủ rồi. Y tá là fail đến từ Sibe. Y tá này không cứu được. Vâng, 4 người lao vào đấm thì làm sao mà cứu nổi cái con Tiny. Voi này hiêu thỉ thế nhở nhở. Voi này voi chiến. Quắc lên không hề sợ hãi bởi vì có một cái bài. Quắc thẳng vào Tiny luôn, không hề sợ. Đấy, ông combo tôi đi. Đấy, đặt lên đồ kiểu Mid One cay dã man. Bây giờ sẽ đưa bắt đầu nhá, luôn có lại. Có bắt đầu luôn. Đánh. Bật luôn là... à? Phí thế. Thôi, làm gì có lồng đâu. Bật chậm để đi farm. À. 30 giây nữa thì mới có lồng. MKB luôn. Trong khi đó đâu tiêu là Lutut. Lo tốt trận này. Giải nhiều thứ đấy, giải và sai lớn. Phản được rất là nhiều anh ạ. Phản beam. Phản lại cái phát thật bon là cũng quấn luôn cái đấy. Cái em không thích của cái Afric siêu đó là cái range anh chỉ vào cái siêu cho em đấy, tức là cái cắt range nó không được xa và đấy, nếu mà nâu theo muốn giải búp cho những cái người ở xa hơn cái phạm vi đấy thì một cái lò tớt nó sẽ hoàn hảo hơn. Nên là nâu theo lên đồ này là tuyệt vời đấy, có thể giải được silence cho Big One, có thể giải được đi Captify, giải được cái phần thật bon, rất là nhiều skill. Mid One lựa chọn MKB là hợp lý ở cái thời điểm hiện tại. Bây giờ lên MOM thì đã là muộn rồi. Nào, Noteo. Anh ơi, con quay đầu lên cả giày bay. Ờ đúng rồi, sẽ tách giày mana ra mà. Sẽ có slot. Đây chỉ là Senshi thôi, không nhìn thấy Tiny. Senshi. Nếu mà là một cái warp thì sẽ là có shot vào người của Tiny rồi. Vẽ đây đường rất nhiều đến từ bên phía của Fireman nhưng mà họ vẫn không dám đẩy lên, chắc là họ chỉ đoán là OG đang đứng ở đấy xem đâu. Luna nào, nãy giờ thì Manta sẽ là item hoàn hảo. Đó, mờ Manta, sau đó trận này Butter ổn không? Không, Butter em ổn nghĩ đấy. Là đối phương thì voi kiểu mà. Gì lên MKB. Ờ nhờ, MKB rồi. Ai? Chuyển sang ai vậy? Ai BKB? Đúng, voi lên BKB trước đi, thôi. Em nghĩ là BKB trước ngon mà. Bắt được ai đó. Đây là nhưng mà đồng theo thì lại là một người không sợ chết. Bỏ đồ thảm luôn. Ok. Nào đổ. Ok. Ngon nhở. Farm nhìn cũng sướng mắt đấy. Sibe. Đồng len. Fox start. Sau cái Fox này có lẽ nên đâu là đồ bắt. Etherland chứ sao lại đang len. Etherland. Fox start. Sau đó sẽ là lên đồ đam đi. Đá con. Cần thêm đam đấy. Bắc ra thì mình nghĩ là hai đồ thủ là được rồi. Mà mình thì bởi vì team bạn là có cờ lóc thế nên là mới phải lên cái fork, chứ không thì bước na thì cái Blink sẽ là hợp hơn. Team bạn là cờ lóc mà Blink sẽ không hay nữa, thì cóc lại là thôi, không Blink được.
okay. Còn JGG đây rồi, 17 phút có JGG giải Silent, giải pha tần bôn, giải được rất nhiều thứ. Lúc này thì cả hai team đều có cho mình những cái ultimate, nhưng mà có vẻ như là OG họ vẫn chưa muốn bắt vào người của ai cả. A lên một cái đường len này sẽ là bắn xa hơn. Em nghĩ là hay, tại vì là thường thì khi mà voi lồng thì Luna sẽ không đánh được vào lồng, tại vì cái range đánh nó ngắn quá. Đúng rồi. Thì lên thêm một cái này là đẹp. Hình như là Luna có cả cung anh ạ. Chưa, bây giờ phút 17. Bây giờ mới phút 17 để spam đồ 2 đúng không? Mới có voi thôi, voi nhặt được cho mình cái ring máu, bấm cộng 425 máu đấy. Sẽ nhường lại dành cho taxi cho ring A đi cho taxi hoặc là clock. Ring A thì chắc là đưa Luna rồi. Luna. Ring máu anh nghĩ cho A3 được, A3 tăng mà. Đây, anh ta lấy rồi. Vẫn chưa cầm lên khi mà con gà vẫn đang khá là bận bịn. Sắp đủ cho mình cái ô đủ rồi nha. Đủ rồi. Nào tách đồ ra thôi. Từ từ chắc là bấm thêm một phát giày mana nữa rồi tách. Đang đổi trụ. Còn 8 giây nữa thì đợi một tí. Một cái lo tớt dành cho Abaddon. Không đổi trụ à? Luna không tự tin đứng bút. Mid thì ra. Okay. Mid thì Bacchna đang rỉa một cách chậm rãi với cái blast của mình. Xì bè cứ thế mà xả rồi. Thế trận rất là cân bằng. Nhưng mà hình như là Fireman sắp đổ rồi đấy. Cái trụ 2 ở trên top. Họ đang bỏ, họ đang muốn bút cái trụ mít trước. Lộ cũng là có lộ. Xem nào. Ở đây thì bút nếu không mà quá có cơ động Avenos thì rất là nhanh nha. Thêm cả Liquid Fire nữa. Rồi. Ôi bút được nha. Nhanh đấy. Fireman ăn được trụ mít rồi. Có kịp lên đép không? OG đang chảy cối. Chưa kịp. Vâng, và họ quyết định đi về. Một cái iPad để làm cho bên phía của Fireman chậm lại. Và có lồng luôn không? Vẫn chưa quyết định lồng đến từ Big One khi mà thấy rằng là khá xấu. Vâng, anh đã cố gắng tát vào người của anh chàng Tiny. Nhưng mà đây rồi, mãi mà có bát. Quả thiên thạch này khá đẹp và cộng thêm một Eclipse nữa. Nhưng mà, ôi, Eclipse vẫn chưa kết thúc được vị trí của Sóc Xà. Sóc Xà có mặt nhưng mà, ây, ôi, ây ơi. Anh đã dính một tiếng thổi lửa, vẫn đang cố gắng. Big One đã sử dụng lồng chưa? Anh ta đã sử dụng lồng rồi. Và chưa kết thúc mạng của ai cả. Giờ thì OG mất cho mình hai thành viên. Em nghĩ là cái quyết định lồng một con tay đi là sai. Sai. Tại vì là quá xa so với đồng đội. Đúng rồi. Lúc đấy cũng phải nói là cú lốc đánh tốt. Bởi vì anh ta một con golem đã ngăn cách toàn bộ đội hình OG tràn lên. Trận đấu không sao. Cái combat vừa rồi thì có hai pha xử lý hay. Thứ nhất là con golem. Và thứ hai là cái tường. Cái tường nó chỉ dính vào người của Luna thôi. Nhưng mà cái bóng của Luna đã đỡ đi rất nhiều cái lượng dam đến từ ulti của con Luna. Luna lại đi vào cái tường để tạo thêm một con bóng. Thế là pha đấy con bóng đấy nó phải giữ đến tầm 4 cái beam liền. Như anh nhìn thấy là ít nhất phải 4 hit của ulti Luna là vào con bóng. Bóng đắc xia là nhận bao nhiêu phần trăm đam nhỉ? Em 200%, là 200 hay là 300? 200. 200%, gấp đôi. Bóng đắc xia là một trong loại bóng khỏe nhất. Luna cũng khỏe mà. Thành ra là cái bóng đấy nó đỡ được khá nhiều đam. Bây giờ thì Void đang thiếu đam. Chưa có MKB. Cơ bản là thì đánh tay đi làm sao mà thấp. Không có MKB, tốc đánh nó chậm nữa. Midas thì không thể bằng được cái MOM đúng không? Thế nên là hơi thiếu đam một tí. Cần thì... nhờ Fireman không tệ đâu. Đúng. A đang làm tốt công việc của mình. Anh ta đang muốn hướng BKB luôn. Không phải tự nhiên mà Fireman họ qua được cái vòng Cloud Qualify. Chính xác. Cũng là đánh kinh đấy. Đúng rồi, hơn cần buy đi, hay hơn. BKB tầm này đánh giá hơi sớm ở đây thì ai ui không xếp đi luôn. Không hề bật được cho mình cái hút. Thành ra là cái lượng đam phép nó là quá nhiều. Thêm cả veo nữa mà. Rất nhiều đam. Tiny bao nhiêu? Pha đấy là có Decatify. Vâng, 999 đam đến từ Tiny. 409 và 224. Đủ đam riêng của Daxia luôn. MKB và quyết định lên một cái ai. Ai để níu con Luna lại. Đúng. Luna chạy khá nhanh. Luna sẽ có BKB và bên phía OG họ cần một cái gì đó ngoài cái lồng để giữ chân. Cái đấu này thì voi không lên BKB thì trông cũng hợp hơn là game đấu ban nãy của Miyako. Bởi vì anh ta cái sức chống chịu tốt hơn khi mà có một cái hút. Sẽ không sợ bị dồn chết như Miyako ban nãy. Cũng như rồi, là có cả một con A3 nữa. Xong rồi. Có một con A3 nữa không sợ. Muốn sờ mốc. Sờ mốc không? Chưa thấy. Ai cầm sờ mốc không? Đấy, ông này không cầm thì chỉ có ông Clock thôi. Đây rồi, Clock cầm. Sờ mốc 4. Để xem. Thực sự thì họ cũng bắt tổng khá mạnh đấy. Đi. Dosan thì có cơ độ Avenos, ok. Liquid Fire vào thì con Dosan cũng sẽ là bị attack slow, không đấm được. Cơ này sẽ làm cho Void đánh rất nhanh. Cái hình như là Fireman không đoán được rồi.
Từ từ, anh có thể check cho em Fireman được không? Không ra đâu, giờ ra cũng đã muộn. Muộn rồi. Thật không? Thật, kịp ra được. Thật nhá. Xong rồi lơi rồi lề. Ok. Nào, single thêm một lần, cơ động Avenos nữa sẽ là vừa kịp. Vâng, Fireman đến thì vừa sinh ông gì xong con ông sàn. Vừa sinh. Nào, đánh tiếp không? Nào. Hục sọt lên và bắt được vị trí của anh chàng Earth Spirit rồi. Misery đang bị giữ chân lại và cửa sống là không có. Misery lên bảng. Big One tiếp tục tràn lên. Anh ta đang có một cái lồng sẵn sàng để úp bất kỳ ai. Ôi sợ thế. 458 à? Tôi cứ tưởng là 458 anh em ạ. Đồ tạ, chiến binh máu lửa đấy. Tận dụng lợi thế hơn người, cố gắng clear cho mình cái trụ ở mid thôi. Cut ở Venus nổ ra, voi đấm rất nhanh. Và cái trụ này sẽ nằm xuống khi vẫn còn sát creep ở team OG ở đây. Vẫn có thể boost được, không bị tính là bánh đo. Lúc ấy không biết là anh Hiếu có xem cái trận đấu của team Alliance với cả cái team Liquid à? Không, anh chỉ theo dõi cái game mà Nico chơi voi ấy. Ui, quả Nico quắc vào trong. À đây, anh chết ở trong trụ 4 đối phương đúng không? Chết ở trong gọi là gần Asian luôn. Ôi ai ơi, bạn đó. Có một giây để TV về. Ô, em nghe húc từ húc vào clip rồi. Đen. Chắc là lúc ấy là đang định húc vào trong cái đống đấy thì bị clip. Lại húc đấy, húc mù ấy, nhưng mà húc ngay vào đít con clip thôi. Coi như là farm quay clip luôn. 2 điểm 45 giây. Nhanh mà. Nhanh. Không sao. Ôi, đang lên gậy xanh nha. Đúng rồi. Nếu mà lên trống thì thường sẽ là gậy xanh, đấy là cách chơi clock shop 4. Sau trống sẽ là gậy xanh, rất là khỏe. Khi mà bật cái hiệu ứng cây xanh ấy, ngoại việc được refresh skill thì lại còn được cả tốc đánh nữa. 200 attack speed nhanh lắm, không nhầm. 200. Anh lên divine anh đấm chết AM đấy. Không phải lên mà anh gặt được. Trận đấy anh sờ chi mà, trận đấy anh bro. Trận 70 phút. Thằng AM nó giết anh từ đầu game đến cuối game. Mà cuối game anh có 2 divine. Xong anh gặt được đúng không? Anh gặt được. Xong rồi anh lên cả BKB, anh húc vào đầu nó, anh đấm nó như con luôn. Thế các bạn có khen anh không? Chẳng khen thì sao? Các, không lên, nhầm mình lại tôi nhặt được. Các bạn gọi là chứng thực cho mình cái. Tại vì mồm ông này lông lắm. Cửa lóc 2 divide mà. Chất dã man. Anh em xem quấn. Các bạn phải chứng thực cho mình chứ. Bây giờ tôi có một quan điểm là tôi ít khi tin ai. Ồ, cẩn thận nha. Thì về vẫn chạy được. Và giờ thì bên phía ông Di phải tính kế lùi thôi. Sáng xà đã phải nằm xuống rồi. Đầu theo thì mất cho mình Bolo Tham. Mid One đang đến. Cơ hội để lông đây rồi. Nào Mid One có lồng hay không đây? Anh ta đang giữ, dài. Vẫn đang giữ. Và Misery sẽ phải nằm xuống. Tiếp theo sẽ bị chữ Chelsea rồi. Một cú tát có bác, hai cú tát. Chelsea cố gắng tốt nhưng mà để làm gì đâu. Hai người nằm xuống quá nhanh đi. Bên phía OG họ di chuyển ra backup cũng rất nhanh. Tuy cờ lóc đã chết nhưng con voi này nó đang có Aegis. Nên anh ta rất tự tin trong việc tràn lên. Dùng lồng. Ở trận đấy là AM của Hoàng anh? AM Hoàng ạ. Tôi đã không để ý. AM Hoàng. À không, gọi là AM Hoàng bởi vì trận đấy Hoàng ngồi cạnh anh mà. Bởi vì tưởng thằng Hoàng nó thích anh thua ấy. Thế con AM đấy nó kiểu nó ghét anh, nó cứ lao vào êm anh đấy. Các bạn gọi là AM Hoàng. Chết ngay. Nhầm tôi quên mất anh em ạ. Dạo này già hơi đáng chí, quên mất là thằng Hoàng ngồi ngay cạnh. Hoàng thì được một mặt tốt đó là có bức ranh cũng tương đối ổn để có thể cát. Với tội là cái cách mà để thể hiện cho anh em là hơi kém. Cũng mong rằng là mọi người thì có thể là châm trước. Tại vì ai mà chả có những cái thời kỳ nó tập luyện các thứ. Thực ra nói về cái nghề caster này có ai đào tạo đâu anh em. Nên là mình nghĩ là mọi người cũng không nên quá gọi là kiểu thấy Hoàng cát kém một chút thì mọi người kiểu chửi bới các cho thứ. Nó thêm ít thời gian đấy. Anh em yên tâm. Nói chung là cho Hoàng thêm 1-2 tháng nữa để xem có tốt hơn không. Thú thật anh em Hoàng nó cũng hơi đen. Bởi vì rõ ràng là lúc này là kênh đang gọi là cũng được phát triển được một tí rồi. Cũng là bắt đầu có anh em xem rồi. Thì Hoàng thì nó lại là vừa vào vừa là tập cát luôn. Thế anh em sẽ không vui. Như tôi là hồi tôi bắt đầu vào 500, tôi cát có 20 ông xem. Lúc đấy tôi tập luôn. Chẳng ai chửi tôi làm gì cả. Có mỗi 20 ông xem thì chửi cái gì. Có những người là quý quý thì người ta vào xem thôi. Bạn lúc... Phàm thì có chia sẻ là cát thì không cần rank cao. Em nghĩ là cái này là vừa đúng vừa sai. Đúng rồi. Tao cao thì tốt. Tức cao thì tốt. Nhiều thứ để hiểu. Bây giờ mà bạn kiểu apply vào 500 cho bạn ghi là bạn rank Atron thì mình đã bắt đầu là suy nghĩ rồi. Nó cũng giống như kiểu là bây giờ bạn đi xin việc. Cát thì không cần anh cao nhưng mà analyst thì cũng phải cao cao một tí. Bạn đi xin việc mà bạn ghi cái profile của bạn là học hết cấp 2 chẳng hạn thì chả. Thì
thường là người ta cũng bắt đầu là phải nghĩ rồi, thì mình cũng thế thôi. Hà hà các bạn, đúng rồi, hồi đầu tôi ỉa mà, nhưng được cái là hồi đầu lã làm thì có ai xem đâu. Hồi đầu chưa có ai xem, thế nên là cũng không vấn đề gì cả. Cá nhân mình thì mình thấy là Hoàng có khả năng tiến bộ được, nhưng mà cái chính là thời gian thì không ai mua được cả. Nên Hoàng là tiến bộ hơi chậm tí, chúng ta phải nhanh hơn. Cho Hoàng thời gian thôi. Sắp tới Liên Minh tốc chiến thì chưa biết thế nào. Khả năng khá là cao, khả năng khá là cao là mình sẽ phải cát. Dùng từ phải nghe hơi sai nhỉ. Được cát. Tôi được cát nhé. Tôi Liên Minh tốc chiến, tôi cát 50.000 view, tôi kêu các bạn ngay. Tôi chạy sang chơi Liên Minh tốc chiến. Thực ra thì khi mà cát Dota hạng, các bạn cứ tưởng tượng này này, nếu mà với một người có mức rank cao hẳn thì cát Dota rất là khó. Tại vì cát là mình phải làm cho người nghe hiểu được ý của mình. Nhưng mà thường là cái người rank cao ấy, họ đã đẩy số hết trong đầu rồi, là nhìn thấy thằng này lao vào các thứ là biết ngay là ông này sẽ làm được cái gì, là ông nào chết các thứ ABC, thì đôi khi là họ sẽ không nói được ra. Đấy, nói chung là cái này nó mang tính tương đối lắm các bạn. Kiểu các bạn ngồi ngoài nghe thì các bạn cứ nghĩ là cast thì nó dễ, nhưng không phải. Khó đấy. Mỗi tập, game tập thì nó sẽ đấy. Có một kiểu riêng. Caster ở bên game bắn súng thì cũng có một kiểu riêng. Và bên game kiểu cơ bản đấy, lúc đó, lúc khi bạn đánh cao, bạn nhìn có bát bạn sẽ hiểu là nó như thế nào. Đúng. Mà để mà bảo là để truyền tải cho người khác thì nó cũng phải học, có một quá trình học hỏi, cách ăn cách nói. Mà một số người không có mồm miệng là thôi luôn. Đúng rồi. Không có nói được cái gì hết luôn. Tức là có thể là mình trong đầu mình hiểu, nhưng mà để mà nói ra thành lời để truyền đạt cho người khác thì nó là đấy, cả một quá trình, không hề đơn giản đâu. Cũng khó đấy, nói chung là chăm hay không bằng tay quen. Nếu mà tập nhiều thì cũng sẽ là tốt dần lên. Như tôi này, ngày xưa thì tôi cũng a đuôi mà, giờ thì cũng đỡ một tí. Gọi là đỡ một tí thôi, cũng không phải là quá pro. Anh em vẫn ủng hộ là được rồi. Hoàng thì mình cũng đã gọi là khuyên một vài lời, tức là đôi lúc thì Hoàng cũng lên giọng sai một chút, cái cách sử dụng câu từ nó cũng chưa được chính xác lắm, thì cái này thì tự thân Hoàng thôi. Chứ còn cá nhân mình mà nói thì mình chỉ có thể là khuyên bảo, cũng như là đưa ra những cái lời góp ý. Chứ còn bây giờ mà bảo mà mình thay đổi được người khác mà người ta không gọi là tự cố gắng thay đổi thì khó anh em ạ. Nó giống như kiểu anh em đi làm giáo viên thì anh em có nhiệm vụ là truyền đạt cái kiến thức dành cho học sinh. Bạn quan học trường... sinh nó có tiếp thu hay không thì đấy là việc của nó. Ok, quan trường có bảo là góp ý với chỗ Caster Hoàng là hạn chế nói lan man đi, người không có khiếu ăn nói thì càng nói vấn đề. Ừ, đúng đúng, được. Cái này tôi sẽ bảo với Hoàng. Nói chung mà nên cố gắng phát huy điểm mạnh. Đúng. Và cái mà Hoàng thiếu thì em nghĩ là mặc dù nói này thì nghe hơi kiểu public một tí, nhưng mà cái mà mình nghĩ là Hoàng đang thiếu đó là sự mềm mại. Tức là Hoàng đang sử dụng không đúng cái. Tức là lúc cần thì lại không dùng, và lúc không cần thì lại dùng. Nói chung là để cho em nó thêm đúng một rồi. Thời gian. Cứ để cho Hoàng cắt thêm khoảng tầm dăm bữa nửa tháng. Không, nửa tháng thì cái hơi ít nhỉ. Tháng ba rồi. Tháng nữa đi. Tháng thôi, tháng thôi. Tháng nhá, tháng nhá Hoàng nhá. Cẩn thận đấy. Thế làm sao mà anh biết chắc là Hoàng có ở trên kênh hay không? Thì anh cứ nói thế, kệ. Thế là kiểu là đang ngủ tự nhiên là giật mình nó tỉnh dậy. Ôi, hình như là có người vừa nhắc đến mình. Ông nào cần tên mình thế? Ông nào cần đấy? Ơ, Hoàng có người yêu rồi mà, các bạn nhầm chứ. Ban Dota là chỉ có mình không có người yêu. Lại mình bạn. Không có người yêu, hôm nọ khoe lên khoe xuống. Cái gì? À ok, được. Sao đâu em, thoải mái lên. Thoải mái. Lạc đề thì bảo, Otomi thì thi thoảng là cũng hơi bốc đồng. Nói chung là ông Lạc có vấn đề mà anh em, đâu không có ai hoàn hảo, khó lắm. Ai cũng có lúc bốc đồng thôi, tức là đôi lúc sẽ bị cái cảm xúc chi phối. Sắc xa, nhìn thấy vị trí của A rồi. Không được. Sắc xa chưa hồi hút shot, hơi đen. Nếu hút có được shot thì cơ. Làm thì có ai đâu, hút bàn thì... nhưng mà A không biết điều này. Biết chứ, đây là ban đêm mà em, con Luna lâu thấy đấy. A không biết là sắc xa hồi hút shot hay chưa. Bây giờ thì hồi rồi. Sắc xa sẽ chờ, tại vì sắc xa biết là A sẽ về nhà. Nào, chúng ta cùng chờ đợi một tình huống hack não. Có mắt có mà, tầm nhìn. Không cần phải hack lắm đâu. Đang rất nhiều TV. Pình vào. Ôi trời ơi. Xui, đúng rồi. Ui. Nhưng mà voi đang đến. Thôi ơi. Có lồng rồi. Một tát, hai tát, ba tát, bốn tát. Có thêm tường băng nhưng mà tường băng hơi sớm một tí. Không sao cả.
vẫn đủ đam. Trời ơi, OG ấy toát mồ hôi hột rồi. Hurricane Pie để cố gắng chạy mà cũng không thành công thì Midwan đến quá nhanh. Luna, tôi bảo rồi, Luna không phải là hero đủ khỏe để mà có thể sống trong cái lồng của voi đâu. Luna máu thấp lắm. Sao lại có bạn bảo là kênh mình có Cutter người Việt Nam? Kênh mình ai là người Việt Nam mày? Toby à? Toby à? Toby là người Việt Nam. Bút không nhỉ? Cố gắng lấy cho mình cái trụ. Nếu mà Luna bay back ra thì là đẹp, và khả năng cao là ơi sẽ không dại dột mà bay back ra đâu. Kể mất trụ không ai back. Được hồi máu, được búp khiên, được giải búp. Rất nhiều thứ đến từ bên phía thì màu gì. Minh Quan cũng thế. Minh Quan làm gì đây? Ôi, gấu đấy. Anh ơi, đâu tao chết Minh quá. Giật hết cả mình rồi đấy. Pha xử lý Minh Quan không mắc gì 458. Hay là đây là 458 à? 458 OG nào? Nhờ 458. 458 là 4 em à. Cái trụ sắp nằm xuống rồi. Không được. Và bên phía của Fireman buộc phải sử dụng cho mình. Đó là cái Fortify. Okay. Về, Luna sống dậy rồi. Em nghĩ là khi mà không có lồng thì không nên đánh. Thực sự OG họ đang yếu hơn một chút so với đối phương ở thời điểm hiện tại. Không cần cố quá. Khi team bạn thì không có cho mình chin. Thành ra là OG không muốn về. Họ vẫn đang đẩy đẩy một chút nữa chăng? Có lẽ vẫn về thôi. Không lồng thì đánh kiểu gì. Thật. Không lồng thì kéo creep ở bot ra mid luôn để cho biết ăn farm này. Được nha. Sướng thế. Chắc là chưa đâu. Họ cũng không tràn vào đâu. Dạo này em đang tập chơi carry anh ạ. Em đánh carry tí lắm. Cắt, thôi bỏ. Bỏ đi. Em đánh carry hay mà, anh phải tin em. Đóng băng được. Mà đam đâu ra đây? Vâng, OG vẫn muốn chơi. Sếp bị nhìn thấy rồi, sếp có thể chết luôn. Khi mà đó là Aiko cho mình cái Eclipse. Nhưng mà không cần luôn này. Vâng, sếp cố gắng sống sót. Và sếp, anh đã sống được bằng Ancient Ring rồi. Giờ thì A đã hết cho mình. Đó là Eclipse và dính tường băng thế này. Bị tát thế này. Vâng, A chỉ có một chấm máu thôi nhưng mà được truyền máu. Cố gắng chạy nhưng mà lại chết rồi. A nằm xuống. Và giờ thì các thành viên thì bầu gì vẫn đang tràn lên. Và đó lại là Misery. Hai người lên bảng đến từ bên phía của Fireman. Đắc xìa quá heo thì với cái ring máu, với cái G cũng như là Pai. Thật sự là cái con bóng mà từ cái tường tạo ra đến từ Luna, lượng đam nó không hề thấp một chút nào đâu. Ném cây này. Ném cây ở đây hơi ít cây là khó chịu đấy. Nhưng mà nó là chưa đủ. Đã có vài bánh ra đến từ bên phía Misery rồi. Nhưng mà A thì vẫn đang phân vân. Khu vực này rất ít cây. Thành ra là Tiny ném không được quá nhiều sát thương. Hút máu quá. Hút này. Cú ốc rốt của Saksa là chính xác rồi. Và giờ có bài bắt ra đến lúc đan. Nhưng đó là lồng luôn. Giờ mà A chết là thua đang luôn cái này. Nhưng mà đó là một cái decaptify rất khó chịu. A đã sống. Và giờ thì OG phải sủi đôi. Bỏ sốc xa lại. Bon không được đẹp cho lắm. Khi mà sốc xa chỉ bị nấu linh với clip. Hình như Minh Quan đang hơi cục thì phải. Nếu mà anh ta chụp đánh như này thì những cái boomerang nó sẽ đẩy liên tiếp vào người của ông gì. Sống xa nằm xuống rồi khi mà cây ném đau quá. Còn Minh Quan thì sao? Tham quắc, ok. Và tiếp tục là sử dụng cho mình, đó là Tham Dilation. Làm cho Tiny rất khó chịu, không thể nào mà hồi xong thì mình cũng skill vào Minh Quan. Lại tham quắc thêm một lần nữa. Vâng. Ông gì vẫn tiếp tục bán đổi theo nhưng mà lại chuẩn bị hồi tham quắc thôi. Không được. Người cần em là con A3. Vâng, đầu theo rất là sẵn sàng với cái Lotus. Vẫn rất là sẵn sàng với cả cái Aphotic Seal. Không giết được A3 thì không giết được con voi này. Họ êm sai mục tiêu. Và bây giờ thì OG đang quay trở lại. Saksa đang phi lên với một cái tốc độ khá nhanh. Có cả gậy xanh như này. Thôi rồi, Sibel ơi. Ôi dồi ôi. Lại. Làm sao đâu, tôi có gậy xanh mà. Vâng, gậy xanh để sửa sai đến từ Saksa. Trượt thì làm lại thôi, không vấn đề gì cả. Khi đã có gậy xanh rồi thì cái việc hút shot nó không nhất thiết phải là phát đạo chúng nữa. Sai thì ta làm lại. Không giết được A3 thì voi của Midwan vẫn đang là bất tử. Bây giờ lên thêm một cái Butterfly nữa thì thôi đấy. Luna đánh không vào máu. Họ quyết định ăn Ursan. Nhưng mà sẽ ăn rất chậm thôi. Lép này không ăn nhanh. Ăn sẽ là mất rách đấy. Luna thì ăn. Đổi Ursan đến rách ư? Ừ. Anh nghĩ là ông gì sẽ biết. Và một cái rocket. Một cái rocket nó đã bắn. Không hiểu kiểu gì. Không thấy ai đấy. Ăn được không ăn cả. Chậm lắm đấy. Sẽ là đổi rách lấy Ursan. Phải tầm 20 giây nữa thì mới ăn xong. Đổi rách lấy Ursan rồi. Có gì thì cứ đánh nhà thôi. Đi bé kit. Ồ, đi bé kit thì khó chịu này. Không đủ hầu. Vẫn là rách. Rách đổi Ursan. Có lẽ là lãi. Dành cho Fireman thì rõ ràng họ chẳng bét được. Thì ăn Ursan là quyết định tuyệt vời Minh hơn. Minh Quan đã chuẩn bị hồi lồng chưa? Em muốn check.
36 giây nữa sẽ hồi lồng, nhưng mà Glock có thể bị chết luôn này. Phải lại đài, anh đang chết luôn mà không kịp gọi cho mình con câu lem ra. Có bài bách đến từ Phải lại đài, Chelsea thì đang đánh vào, phải buộc cái tốt mid one ra ngoài. Nhưng mà đó là vị trí của A, A có thể mất cho mình, đó là cái khiêu đông gian này. Không, anh ta sẽ về được. Nhưng mà giờ thì con Luna bóng, nó đánh được nha. Nó phá được bao rách nhanh lắm, đúng nó rồi, xếp nhớ đấy. Ra điều đấy. Và trông con Luna đi, chỉ con cần Luna thôi. Được búp luôn, con Luna bóng được búp. Kỳ hiệu thì một lối chơi nó quá là trâu trò đến từ mid one. Tài đi ném cây đau đấy, và ngay lập tức là Sakiro phải đáp xuống. Cái lồng đã hồi rồi, A chưa, anh đã kịp chạy hồi được gần bài, nhưng bây giờ lại có cú hút shot đến từ Saksa, đè thêm cú hút shot nữa chẳng. Saksa không biết là hồi xong cho mình cái ultimate chưa. À hình như là anh ta dùng rồi, và tiếp tục là bây giờ cùng ra rìa lồng, và ấy cố gắng lùi lại bằng một cái clip kép. Misery thì sao, lăn đi nhưng mà đập ngay vào mặt một con rồi. Có Misery một hit mid còi, con voi này nó đang giết hết em ạ. Trông thế voi nó khỏe đấy nhở, đồ tanker voi. Với một con A3 đằng sau thì biết oan chẳng sợ gì cả, anh cứ lao vào mà đấm thôi. Toát ra thì anh ta lại đấm tiếp vào người Luna. Thật sự là biết oan tôi phải đánh giá lại đấy. Dạo đây biết oan đánh carry có vẻ